Hello, xin chào tất cả mọi người. Và như đã hứa, mình sẽ tiếp tục chơi cái trò Mobile Legends. Và mình sẽ chơi một xạ thủ Yi Sun Shin. Đây là một con xạ thủ mới ra và nó rất là mạnh. Sẽ cầm cuồng nộ cho nó. Anh em nhìn thấy không? Đây là một xạ thủ người Hàn Quốc, cưỡi một chiếc thuyền thiền rùa. Một tướng rất là đẹp. Một tay cầm kiếm, một tay cầm cung. Yi Sun Shin. Từ hiện tại máy mình loát rất là nhanh rồi. Để mắc cấu hình nhưng mà loát rất là nhanh. Về một cái là 100% rồi. Ok, cái trò này thì loát game sẽ nhanh hơn Ninkun Zoba rất là nhiều. Còn mình sẽ đi mid. Rồi để mắc cấu hình nhìn đồ họa đẹp hơn hẳn. Và đây là một con tướng cũng khá là đẹp. Cứ gọi mình hoài. Có gì thì hỏi đi, cứ gọi thế mình cũng không biết trả lời thế nào. Mình cả đang đánh mình rất ngại chat. Rồi mình sẽ đi cùng với con ba mon, cái con xoay đó. Mình chưa đánh con đấy. Cái chiêu thức của con Yi Sun Shin này rất là hay. Nó có hai chế độ, nó một là đánh đứng gần thì nó chém bằng kiếm, còn đứng xa thì nó bắn bằng cung. Còn chiêu 2 của nó thì rất giống Valiant của Liên Minh Huyền Thoại, nó kiểu nó kéo cung và bắn đấy. Còn chiêu 1 của nó dùng thanh dao chém, đồng thời nó sẽ đẩy lùi nó lại. Chiêu này thì lại giống chiêu cũng rất giống của con Nakroth, chém đầy nổi. Thôi mình so sánh cho nó hơi khập khiễng, nhưng mà chẳng biết so sánh với kỹ năng con nào nên đành so sánh như vậy. Bật cuồng lộ và phá trụ luôn. Triệu Vân mình rất nhanh tay, dùng chiêu một chạy thoát. Thì sát luôn. Co cung trúng rồi, chỉ còn một tí máu thôi là chết. Rồi. May quá cái ông Fanny thì mình chưa chết. Rồi đã có chiêu cuối rồi, bật luôn. Vì ở dưới đang có giao tranh. Cái chiêu cuối này thì lại rất giống con Inumia. Mà nó sẽ giật 3 lần sát thương cơ. Và cái con Isunji này nó Ushunshin này nó sẽ có kỹ năng là đốt máu. Nên là chảy máu, đánh tướng có khả năng là chảy máu. Rồi cẩn thận vì nó hất vào trụ bây giờ. Biết ngay mà. Chạy được không? Chạy được rồi. Không chạy được. Rồi vẫn chạy được. May mình dùng chiêu một kiếm lúc giết luôn cái con Ruby. Ruby còn ít máu. Định ra hỗ trợ đồng đội nhưng mà rất tiếc là bị chết luôn. Batmon kìa. Giết luôn Fanny. Quá hay. Rồi nó chạy mất rồi. Không được kịp không? Không được kịp rồi. Fanny là con tướng có khả năng rất là cơ động của trò Mobile Legends này. Một tướng siêu cơ động luôn. Và con tướng này khá là khó đánh. Phải luyện tay một thời gian thì anh em mới đánh quen được. Rồi đi chung làm gì? Đang farm mid đi chung đi đâu? Tướng xạ thủ thì farm chính thôi. Không phải tướng anh đâu.
rồi đánh Fanny đánh được đấy, đánh giỏi hơn mình. Mình đánh Fanny 12 trận rồi đánh fit vãi luôn. Nói chung là không biết đánh, còn phải luyện tập. Ồ, rất khó áp sát cái con xạ thủ à, Yi Sun Shin này. Nhiệm vụ khá là dễ dàng. Ba mạng rồi, tự bắn thôi. Tướng địch áp sát thì có thể dùng chiêu 2, chiêu 1 để gọi là giật lùi lại, đồng thời làm trận tướng địch. Và nói chung là một chiêu khá cơ động của con Yi Sun Shin này. Rồi té thôi chết bây giờ. Xong biết ngay mà. Rồi mình té thôi, nhảy qua tường. Một chiêu gọi là rất là cơ động con Yi Sun Shin. Nó giúp con xạ thủ này khó bị bắt hơn và có cơ hội để bắn nhiều hơn. Rồi ông này cứ gọi mình hoài, gọi làm gì không biết. Rồi lại dưới lại có giao tranh, có giao tranh thì mình bật chiêu cuối lên. Và bình thường con mình cứ farm thôi. Rồi một triệu vân gần chết luôn. Chết chắc Fanny. Cần hết luôn. Cần luôn. Double kill. Chạy thôi. Giết người xong chạy rất là đơn giản. Một tướng rất là mạnh và rất là hay. Cái trò Mobile Legends này được rất nhiều anh em Việt Nam chơi, cả trên thế giới luôn. Nói chung là một trò gọi là phổ biến khá là rộng rãi hơn cả Liên Quân Mobile rất là nhiều. Và trò này ra trước Liên Quân Mobile rất là lâu nha anh em. Rồi mình cứ đứng xa rỉa máu thôi. Dùng chiêu 2 thì khá là tốn mana. Rồi mình cứ rỉa đánh thường và tiếng địch áp sát mình nên dùng chiêu 1 để chạy. Xong tiếp tục bắn. Mũ đánh khá đơn giản. Tướng địch mà gọi là tụ tập lại anh em có thể dùng chiêu cuối. Khi đó nhiều càng nhiều tướng địch thì sát thương gây ra càng nhiều. Càng đông thì nó càng dễ trúng chiêu. Giết luôn, chết luôn. Không kìm ngáp luôn. Đắp một kill cho Fanny thì mình. Chết tiếp. Trận này team bạn không có xạ thủ, vì vậy đánh khá là dễ dàng. Ô xong mình rồi, bị thằng gọi là Lý Tiểu Long nó bắt rồi. Ô siêu sao bóng đá không làm choáng hộ mình à. Bó tay. Mình còn mana hoặc là bị một phát choáng nữa là sống được pha đấy rồi. Pha đồng đội hỗ trợ hơi kém. Ủa hiện tại team bạn khá là fit. Có 3 vị trí fit mạng. Rồi sau khi hồi sinh thì ở nhà nó sinh ra một cái gọi là thuyền rùa. Cưỡi thuyền rùa thì tốc độ mắc nhanh rồi. Và cái chiêu 1 thì sẽ ném thuyền rùa và làm choáng tướng địch. Đó. Rồi cái con đúng lúc cái con Lý Tiểu Long nó đang nhảy lên, nó được khá hiệu ứng. Giết luôn. Giết hết. Khá là dễ dàng. Fanny kéo dây hụt rồi, chết chắc.
Phan đi tìm bạn thì như cũng là mới tập đánh thôi. Đánh còn chưa ảo diệu. Chứ Fanny là một tướng khá ảo diệu. Rồi mình bắn rất là mạnh. Bây giờ thì cân hết. Rồi lại vuốt nhầm mà nên cái nút hộp rồi. Búa chiếu. Trận này mình rất là xanh luôn, 11 rồi. Giết 11 hỗ trợ 7 rồi. Nói chung là mạng nào mình cũng tham gia. Tìm bạn không có xạ thủ của đó là một cái điều bất tiện. Cái game này không có xạ thủ cũng rất khó đánh. Xạ thủ game này đàm rất là to. Các bạn thấy không? Bắn rất là mạnh. Thì mình thì có đến hai xạ thủ mạnh, đó là Bruno và Yi Sun Shin này. Triệu Vân thì rất khó bắt. Bên địch đầu hàng nhận thua rồi. Trận đánh thì mới đến phút thứ 11 thôi. Ok, và video của mình cũng xin đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video về Mobile Legends tiếp theo. Thì chủ yếu mình vẫn làm như quân Mobile thôi. Cái trò này mình chỉ làm phụ thôi. Nên sẽ ra không được nhiều lắm, anh em có thông cảm nha.